Hôm nay mình sẽ làm món nem nướng cuốn bánh tráng ha. Thì nem nướng này là mình đã chỉ các bạn cái video về cách làm nem nướng ha. Thì giờ mình sẽ lấy nó ra, mình để xuống ngăn lạnh để mà nó hơi mềm rồi bắt đầu mình đi nướng nó nha. Rồi mình cần một bó hành, xà lách, mình khoái cái xà lách là của Korea ha. Bạn thích xà lách nào cũng được nha. Xà lách cũng Korean mình thích hơn cho nên mình mua loại này ha, của Esmart. Bạn cần bánh tráng để mà mình cuốn nha, bánh tráng này nè ha. Bạn cần một cái bịch này ha, bịch để cuốn này ha, nửa chén nếp ha, hai củ hành nhỏ, một điều nha, một củ cà rốt, khúc củ cải và thịt heo bằm. Bạn bỏ lên lò nướng mỗi mặt 8 phút nha. Rửa sạch mình bỏ lên bếp mình nấu cho nó chín nha, để mà mình làm nước sốt ha. Mình cho vào cái nồi này là một chén nước ha. Một chén nước ha. Và một chén giấm nha. Đừng đầy quá, cỡ 2/3 được rồi ha. Mình cho vào đây 1.5 muỗng đường nha, để mình làm nước giấm đường nha. 1 muỗng, thêm nửa muỗng ha. Bạn khuấy nó lên, bạn nấu nó cho nó tan đường hết rồi mình để nguội nha. Khi bạn nấu nếp mà thấy nó nở như vậy là được rồi ha. Tại chút nữa mình phải bỏ lên bên kia mình nấu tiếp với chung với nước sốt á, cho nên mình thấy cái gạo nó nở như vậy là nó được rồi ha. Sau khi mình cắt củ cải đỏ với củ cải trắng rồi, mình lấy cái nước giấm hồi nãy mình nấu á, bạn nửa nó nguội rồi đó, bạn cho nó vào nha, để nó trong vòng 30 phút cho nó thấm ha. Bạn ráp lại ha, để 30 phút ha. Cái hành lá này mình rửa sạch rồi mình sắc nó làm hai ha. Rồi bây giờ mình cuốn nó ngay, mình lấy hai cái lông đỏ trứng gà ha. Mình cuốn ram ha. Để đây ha. Bạn để một cái hành lá vô và bạn cuốn nó lại nha. Đó, bạn cuốn nó như vậy ha. Bạn bỏ một cái vô và bạn cuốn nó như vậy nha. Và cái đường này thì bạn quẹt cái trứng để cho nó đừng có xúc ra. Đó là cái ram nó đã như vậy ha. Còn nem nướng á, sau 8 phút thì mình sẽ sắc nó như vậy ha, sắc từng miếng, bạn có thể chiên cũng được nha. Thì mình sẽ nướng mỗi bên 3 phút ha. Cho vào một chút dầu ô liu, bạn cho vào đây hột điều màu, 1 muỗng cà phê ha. Nhiều đây ha. Bạn thử thấy mà màu nó có ra màu như vậy đây nè ha, mà cái hột điều nó bắt đầu nó đen đen là bạn lấy cái hột ra ha, bạn lấy hột điều ra ha, lấy nó ra bỏ ha. Đó, bạn thấy hột nó đen như vậy là mình lấy nó ra ha. Khi bạn lấy cái hột
ra là nó còn dầu điều ha. Bạn bỏ vào đây hai cái tép hành mà mình băm, hai cái tép hành mình băm nhuyễn á, bạn cho nó vào ha. Xào nó cho nó săn chút nha, cho lửa nó cỡ sáo ha. Khi bạn thấy cái hành sấy nó săn thì mình cho vào nửa phao thịt heo xay nha. Bạn cho vào đây 2 muỗng nước mắm này ha. Và 1 muỗng đường nha. Bạn cho vào đây 1/3 muỗng ớt nha, ớt bột hay ớt tươi gì cũng được, tại chút mình phải xay nhuyễn ha. Sau đó bạn cho vào đây nửa cái nồi mà hồi nãy mình nấu nếp mà nửa chén đó, bạn cho vào đây nửa nồi ha, nửa là được rồi, còn nửa mình để gì là mình không có xài tới hết nha. Và bạn nấu nó, trộn đều nó và nấu nó lên ha. Bạn sẽ cho vào đây là 2 muỗng nước nha. 1. Và nấu cho khi thịt nó chín là mình đem nó đi xay. Sau 15 phút bạn thấy nó đã chín rồi đó. Bây giờ mình tắt bếp nha. Và mình đem nó đi xay là mình sẽ có cái món sốt chấm với cái bánh tráng, nem nướng bánh tráng ha. Sau khi mình xay nhuyễn là nước sốt nó sẽ như thế này ha. Để mình chấm với cái nem cuốn ăn ha. Giờ mình chiên cái ram ha. Nó sôi rồi đó, dầu sôi mình cho ram và mình chiên nha. Chiên giòn lên. Bạn để vậy bạn chiên đều cho nó giòn hết ha. Sau khi mình nướng và mình nướng nó mà và mình thắt sợi sợi gì mình bỏ vô 1-2 phút cho nó chín đều, nó như vậy là nem nướng nó đã chín rồi ha. Bạn lấy ra ha. Sau khi bạn thấy nó vàng đều như vậy bạn lấy ra ha. Đó. Mấy nem này là nó chín rồi, bạn lấy nó ra ha. Thank you.
mấy cái này là đây là dĩa nem nướng cuốn bánh tráng ăn với sốt đã hoàn thành. Chúc các bạn enjoy, nhớ like và share để nhận những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn.